Rồi chào các bác nha. Thì chúc các bác ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Thì bên em quay một chiếc DC 70G Plus cũng mới về trong tháng 7 á, của 2021 á. Đây là giá tiền của nó đây ha. Để kèm theo khuyến mãi là bao dòng mới nguyên chiếc ha. Đó. Bây giờ để em ngồi sơ sơ cái máy cho anh em xem. Này nó có bồn chứa đồ đầy đủ hết trơn nha. Đó, để em mở góc rộng nha. Đây. Đây bông cuốn đó, cuốn ở đây ha, rất là ok. Về tổng thể bên đây nữa, bây giờ để em quay dàn chân rồi sau đó lên quay cái động cơ để bác xem. Dàn chân ở đây lăn ghim hết nha các bác, lăn ghim hết. Bùng lúa thì hơi bóp bóp nhẹ nên em làm đây được. Rồi, ok đó.